Nhân vật đặc biệt của chương trình Green Light ngày hôm nay chính là cô nàng Hot Girl, được cư dân mạng đặt cho cái tên Hot Girl trăm ký. Thiên Nga, 24 tuổi, công việc hiện là chủ của một trung tâm chăm sóc da. Hiện tại Nga sống cùng với chồng là anh Duy Phục, cả hai cùng nhau làm việc tại trung tâm. Cách đây 6 tháng, cả hai đã cùng tham gia chương trình Come Out và để xem sau 6 tháng thì cuộc sống có gì thay đổi không nha. Các bạn ơi, nhân vật chính ở đây rồi, đây là bạn Thiên Nga và bạn Duy Phục. Kể cho các bạn nghe là trong lúc mà ốp máy thì thật sự là spa của mình Trinh thấy rất là đông khách đi ra vô tấp nập, nên là phải ngồi ổn định một tí xíu mới có thể quay được. Sau chương trình Come Out thì cuộc sống của hai tụi em có thay đổi gì không? Sau chương trình Come Out thì em thấy là mình tham gia chương trình rất là đúng. Tại vì có những bạn ở xa lắm, mà những ở vùng quê á, người ta không có đầy đủ điều kiện để người ta phẫu thuật hay là chuyển giới, thì người ta liên hệ với em rất là nhiều. Mà mình cảm thấy rất là rất là hạnh phúc, tại vì mình làm được những cái điều có ích cho cộng đồng. Tại vì có những người ta muốn chuyển giới hay là người ta muốn làm cái gì đó, nhưng mà người ta không biết hỏi ai, bắt đầu từ đâu, làm như thế thì nào, thì em sẽ tư vấn, em hỗ trợ hết tất cả luôn. Em tư vấn và đưa sang Thái Lan làm chuyển giới luôn. Và tới ngày về em vẫn nuôi, em ở nhà em nuôi luôn. Và khi hồi phục hết mới cho bạn đó về. Tại vì cái sức khỏe người ta nó quan trọng lắm chị. Nhiều khi ví dụ như người ta đi chuyển giới bên Thái Lan về rồi, người ta còn rất là yếu. Ví dụ như về đi rồi có một cái chuyện gì đó, người ta không có rành về vệ sinh vết thương hay gì đó, là người ta rất là dễ bị nhiễm trùng. Còn có mình một cái bên đó là mình là một cái người mà đã chuyển giới lâu rồi, mình rành, nên đó mình chăm sóc các bạn nó sẽ kỹ hơn. Còn vấn đề tài chính em không quan trọng. Vấn đề tài chính không quan trọng. Vậy thì có trường hợp nào mà tới làm xong rồi bà em thấy là gia đình khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, xong rồi em giúp đỡ luôn? Không có, em chủ động luôn. Em chủ động gọi luôn. Tại vì có những chị mà bán kẹo kéo, hát rong rồi hát lô tô quá. Ví dụ như mình thấy những cái trường hợp đó, người ta bị khiếm khuyết ở con mắt, người ta lớn tuổi rồi, người ta bị sụp, hoặc là người ta cái mũi thấp quá không đẹp, thì em mới nhắn tin, em nói chị ơi, em là Nga, em cũng là người chuyển giới như vậy đó, em làm thẩm mỹ, em thấy chị có tuổi rồi, con mắt nó bị sụp như vậy rồi, cái thị lực nó sẽ hơi kém, chị có thời gian chị đến em làm cho chị lại nha. Ví dụ như chi phí thì chị không có, em bên em sẽ hỗ trợ cho chị hết mức luôn. Em chủ động hết tất cả luôn. Còn những chị em mà em đi trên đường em thấy, ví dụ như là hát kẹo kéo, chị biết hát kẹo kéo rồi không? Bán ban đêm mà những cái quán nhậu á, em tự động em tiếp cận, là em dễ gần lắm, em tiếp cận người ta trước không à. Rồi bắt đầu em xin số điện thoại để em cho Facebook em. Em nói khi mà chị, bạn hoặc là em có cần gì đó về cái vấn đề chuyển giới hay làm đẹp thì cứ liên hệ với Nga. Tại vì Nga, những cái này Nga hỗ trợ hết mất. Em chị thấy cũng mừng. Tại vì trong chương trình Come Out em nói là em muốn làm một cái cơ sở để cho những người trong cộng đồng được tới làm với giá rẻ hơn. Thì tới nay em thấy em làm được bao nhiêu phần trăm cái mong ước của em rồi? Người chuyển giới của mình ở Việt Nam, cái luật pháp á, nó chưa có rõ ràng với những người chuyển giới, như cái sức khỏe nè, nơi làm đẹp nè, chỗ tiêm hormone nè, những cái địa chỉ cụ thể thì nó sẽ không có được rõ ràng rành mạch giống như là một người bình thường. Ví dụ như người bình thường thì nó rất là dễ chị. Ví dụ như giờ chị có tiền, chị muốn đi làm đẹp ở đâu cũng được, hay là chị muốn tiêm cái gì đó đẹp cho người cũng được. Còn những người chuyển giới nó khó khăn vậy chứ. Không có gì, nó khó khăn lắm. Tại vì pháp luật Việt Nam của mình chưa có cho y tế chính thống về những người chuyển giới giống như em. Nhưng khi ví dụ như em, chị chuẩn bị chuyển giới, chị muốn mua một cái hormone nữ để chị tiêm vào cơ thể của mình để chị giết chết hormone nam, là hoàn toàn không có. Từ giống như là em đi Thái về em mua cho mấy bạn rồi em bán lại cho mấy bạn thôi, chứ còn ở Việt Nam mình hoàn toàn chưa có một cơ sở nào đúng pháp lý để cho những người chuyển giới giống như em. Nên bây giờ em, nơi spa của em là một nơi rất là đáng tin cậy cho các bạn để tìm đến, đúng không? Còn Phục thì em ở đây là em có phụ giúp vợ mình làm trong việc này không? Bắt đầu rành về Em cũng cũng có phụ, cũng hiểu đôi chút. Rồi có thay đổi cái gì không mà nhìn cũng khác?
Không biết bên đây có nay mập lên. À cho em mập lên á. Không không, Trinh không thấy mập hơn mà Trinh thấy kiểu nhìn đàn ông mà trưởng thành mà chững chạc hơn. Hồi trong chương trình Trinh thấy là một cậu trai. Ừ, bây giờ nhìn có vẻ gai góc hơn. Không biết là trong những năm qua là bạn Nga có khó khăn hơn với em không? Cũng có. Tại vì công việc cũng ok hơn, mọi thứ nó suôn sẻ hơn nên tâm lý cũng thoải mái hơn. Tại sao mà được chồng nhận xét là hiền dịu hơn, là do tự nhiên vậy hay là do mình nghĩ là mình cần phải hiền dịu hơn này nọ? Tại vì nói chung thì em cảm nhận được là mình phải nên như vậy. Sau chương trình Go Mau em thấy là mình cũng rút ra được nhiều cái kinh nghiệm là mình phải nhỏ nhẹ hơn, nữ tính hơn, dịu dàng hơn để mà mình có được những cái gia đình nó viên mãn. Mà sao nghe là nữ tính dịu dàng nhưng mà cũng coi là nghe đồn thôi là cũng quậy dữ lắm, là dịp Halloween vừa năm qua thì cũng có chơi lớn này nọ, cũng thay đổi một xíu chỗ mái tóc. Thật sự là tóc này là em đang tóc giả. Ồ, chơi mod giống nước ngoài luôn. Rồi, chơi hớt tóc rồi. Mấy cái vậy thường thường chồng em sao phục, em thấy em bình thường luôn hả? Thấy vợ mình làm mà quậy xong rồi phá cách. Thí dụ như chị thấy có nhiều người bạn trai chị đi mà chị cắt tóc ngắn lắm, cũng không nhất quyết không chịu. Còn em là sao? Em thấy mình cũng đừng có nên khắt khe và khó khăn với cái người mà đang ở chung với mình quá. Vậy luôn. Nên là bạn Nga muốn làm gì làm. Nhưng mà nó cũng phải có một cái giới hạn của nó thôi. Vậy là còn bị người ta bu vô không? Không, chắc không ai bu đâu. Tại chắc em cũng bự quá, không ai dám lại gần đâu. Em chắn. Em che là một cái che nguyên một cái bầu trời gì đó. Rồi có bao giờ mà bên đây ghen xong rồi làm cái gì đó mà làm em mất mặt vô phục? Dạ không. Hồi hai chồng giờ không có em đâu có làm gì đâu mà phải ghen. Hồi đấy hai chồng có ghen. Hồi cái chuyện tình cảm nói chung là hai đứa không có khó ai vô lắm. Chỉ có công việc với lại mà thói hư tật xấu của nhau thôi. Chứ còn mà vấn đề ở ngoài thì em nghĩ là hai đứa rất là trưởng thành trong cái việc mà hôn nhân gia đình. Chị có phải là chính vì cái sự rất là nhiệt tình và tận tâm của em mà lúc nãy khi mà chị nói chuyện với mẹ của Phục thì chị thấy là bây giờ sau khoảng thời gian là bây giờ ba của Phục cũng thương em rồi và cả dòng họ bên đó cũng thương em. Nhớ con coi mới chương trình Come Out lên là kể là gặp mặt là bỏ đi. Gặp mặt bỏ đi đó, không có nhìn tới nó. Tại sao? Nhưng mà cô thì cô thương, cũng như ông xã cô nói là mình chỉ có thằng trai thôi. Mà nó quen nó sống như vậy á, là duyên ổng cũng không có mà vui á. Đúng rồi. Rồi sao rồi gia đình với cô với mấy cái gì đó đồ á, thuyết phục cha nó thấy rồi bắt đầu nó về. Nó dắt về tiếp xúc vài lần cái không thấy em thương, nói chuyện rồi thấy em thương. Rồi ổng chịu luôn, chấp nhận luôn. Mà cô nhớ hồi đó cô thuyết phục làm sao? Đó con nói thôi con mình nó thương ai rồi mình chịu đi. Cũng vậy thôi, kệ tội nghiệp tụi nó thương rồi thì mình căm cản cũng không được. Tội cho nó, hai đứa nó. Rồi cô mới nói riết rồi hả, ông xã cô chấp nhận thương nó luôn. Sao mà cô nhìn cái gì mà tự nhiên cô thương Nga như vậy? Nó mới đầu nó về nó nói cô không chịu, nhưng mà sao nó gặp cô gặp nó vài lần nó nói chuyện với mình tự nhiên mình thấy mình hợp. Thấy mình thương đó. Thấy hợp tính. Mà cô thấy có cái nét cử chỉ gì nữa không? Mà cô thấy thiệt thà hay là sao đó không? Thì nó thiệt thà, nó xuống như là lúc đầu nó gặp mình cũng như là nó con trong nhà vậy đó. Mình thấy mình với nó nói chuyện rồi qua lại thấy cũng thương. Hợp cái mình thương đó. Bây giờ hỏi Phục trước nè. Em thấy là nhờ cách nào mà người bạn gái của em đã thay đổi được quan niệm của cả gia đình của em vậy? Em có tác động đó vô không? Dạ không, hình như là Nga tự cảm nhận được. Tự thay đổi luôn hả? Tại vì thương em thì thương luôn mẹ em và ba em. Thì cái hành động đó mẹ em với ba em thấy được. Thể hiện có nghĩa là thể hiện tình thương với em, hay là thể hiện là xuống dưới là chăm sóc cho ba mẹ của em? Chăm sóc cho ba mẹ của em thì không có. Tại vì mẹ của em cũng thương Nga lắm, không có để cho Nga làm gì đó. Mà về dưới tôi cũng không có để cho làm gì đâu. Rồi chỉ cần là về thì thấy là em rất là thương chồng em thì là cả dòng họ thay đổi hết. Sao dễ vậy? Tại vì chị bắt gặp rất là nhiều những cái trường hợp gia đình không chấp nhận, 4-5 năm không chấp nhận. Đúng rồi chị, thời gian đầu đâu có chấp nhận. Thời gian đầu chắc chắn là không chấp nhận, ba em rất là khó. Nên em phải chỉ kỹ là thật sự là Nga đã làm cái gì. Cái bí quyết rõ ràng chứ nói chung chung kiểu là rất thương nhau nên giờ cuối cùng tự phụ huynh thay đổi đâu. Chẳng hạn như mỗi dịp lễ Tết hay là nhà em có đám giỗ hay là gì đó
Nga về Nga mua quà về. Nhưng mà ba em khó, nhưng mà ba em rất là hết cái lễ phép. Mà Nga thì rất là lễ phép. Dù do ví dụ như thời gian đầu thì ba em gặp Nga, ba em không nhìn và mình đi, nhưng mà Nga vẫn chào. Lúc đó, lúc đó là em cũng phải cảm thấy buồn chứ đúng không? Có từ tuổi thân khi mà ba không nhìn em. Cũng thời gian đầu có chút chút, nhưng mà mình đã tâm lý rồi. Tại vì mình biết cái vị trí của mình. Đó, nên đâm ra em bình thường mình phải, ví dụ như một người đó mà không thích em hay là gì đó, em phải cố gắng thuyết phục người ta phải thích em, chứ không phải là em thể hiện là em mày tâm. Mày không thích tao, tao không thích mày luôn, là không có vấn đề em không quá. Cho trong cuộc sống em cũng vậy, ai tất cả nhiều bạn bè xung quanh hay mọi người trong xã hội cũng đều tiếp cận một cách, một cái lối sống em như vậy hết. Có nghĩa là gặp em lần đầu không thích em thì em cũng vẫn cứ tiếp tục. Đúng rồi, làm cho người ta thích mình thôi. Thánh là... em là không có vậy. Kiên trì, kiên nhẫn. Đúng rồi. Bây giờ thì ba mẹ của Phục thì là thương Nga rồi. Còn ba mẹ của Nga thì Phục đã gặp chưa? Dạ rồi. Gặp rồi. Còn nhớ cái ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt như thế nào không? Em sợ. Vậy hả? Ủa, lúc đó em có làm công tác tâm lý trước không? Là dễ lắm vậy. Tâm lý nhưng mà theo kiểu cũng nói, nhưng mà chồng em sợ. Sợ cái gì vậy? Tại thời gian đầu lần đầu tiên em gặp mẹ, mẹ rất là khó chịu. Mẹ không có cười. Mẹ nói chuyện là mẹ không cười. Không giỡn, mẹ nghiêm. Là cái đó là cái tính hay sao? Không. Hay là tại không thích em? Thật sự tính của mẹ rất là dễ chịu, rất là thương em luôn tới thời điểm hiện tại. Từ từ thì cũng là mưa dầm thấm đất. Không, mẹ Nga thì rất là nhanh. Vậy hả? Mẹ là... rất là thương em. Qua trải qua tí xíu là nhìn thấy là tình cảm của em dành cho Nga là thật. Là bắt đầu thương liền. Thương là thay đổi sao? Thì mẹ vẫn cười với em, hay mẹ con nói chuyện vui bình thường lắm. Có bao giờ tâm sự kiểu con gái cô dày con hiểu cho rồi nè, có không? Em là một người khó chia sẻ, em không có nói gì. Không, hay mé mẹ nhiều cái bực quá mé thì có ví dụ như không nói được, em bắt đầu chạy xe về mé mẹ có giấu hai người gây lộn mà em về mé mẹ ruột của em. Không, ổng mé mẹ em cho mẹ em chửi em. Cái mẹ mới chửi em không? Có cái nhiều khi em nghĩ không biết ai con ruột phải không? Đúng rồi, buồn dễ sợ. Em nhìn thấy ở ba của em chưa có thân thiện cởi mở với em hết mức. Mà hồi nãy em có tâm sự với chị là người nào em cũng phải từ từ, mưa dầm thấm lâu thì để chinh phục. Nhưng mà đối với ba em thì em không muốn làm như vậy hả hay sao? Không có, ba em là ít tiếp xúc nhiều với em. Mình không có thời gian và để tiếp cận. Đó nên đâm ra chứ không phải là mình không có thời gian là sao ta? Hay là ba bận hay sao? Hay là em bận? Hai người ít lại gần nhau. Tại vì em thấy là ba với em thường hay thông qua mẹ cái vấn đề gì đó, cho nên đâm ra nó cũng không có những cái khúc mắc đó. Ví dụ như ba cần nói gì với em, ba hay kêu mẹ, kêu nói về ngày mai đám giỗ nè, người này người kia, ông bà vậy đó. Nhưng mà thật tâm trong lòng thì em thấy là mối quan hệ này là bình thường, là tại vì ba là một người, tính của ba là đã như vậy rồi, chứ là cũng không phải là có vấn đề gì hết. Không có hết. Vấn đề gì hết. Chứ không phải là kiểu người mà ba ơi con thương ba, con ơi đúng rồi, ba tại thương vì con em, đúng không? Mình không có nói được với ba như vậy. Các bạn ơi, hiện tại thì Miko đang được ngồi với hai người mẹ, hai người phụ huynh. Hồi nãy thì chúng ta đã được trò chuyện với cô Dung rồi, bây giờ Miko đang ngồi kế cả cô Thanh nữa là mẹ của Nga. Thì con có nghe các bạn nói trước rồi là lúc đầu nếu mà cô chưa quen thì cô sẽ khó. Thiệt hả? Thiệt sự vậy hả? Hồi nãy giờ con thấy cô cũng hơi khó với con. Bây giờ cô đi qua cái giai đoạn dễ luôn được không? Có khi nào mà các bạn giận nhau mà phiền tới hai cô không? Hai cô cũng phải gặp người kia để nói cho con tôi không? Nói chung hơn thì mình ở cũng hơi xa. Dạ. Ví dụ cái gì thì tụi tụng nó điện về mình thì... Làm mẹ thì mình chỉ cũng buồn ra một chút thôi. Mà nhiều khi mình thấy nó được vậy mình cũng mừng. Dạ. Con nghe nói là cô thậm chí còn binh Phục rồi la Nga nữa mỗi lần mà hai bạn đó cãi nhau. Hai đứa cãi nhau thì mình binh thằng kia, thằng Phụng nhiều hơn. Tại mình biết tánh con mình nó ào ào. Rồi cô thấy là bạn Phục như thế nào? Nó cũng tốt, nếu mà nó mình thấy nó vậy là cũng quá tốt. Nó thương con mình là nói thẳng, bây giờ nói như thiệt lòng đi,
là tại vì con mình không phải là con gái thiệt, cho nên mà nó thương vậy thì mình cũng hơi vui. Nhưng mà mình chỉ sợ mẹ Phụng biết có buồn không, chứ cô thì cô vui. Dạ, cô vui là thấy con. Là tại vì nó có được bạn vậy đó. Có khi nào mà kiểu cãi nhau mà thôi, tao thấy không được nữa rồi thôi bỏ đi không, có không? Kêu kêu suối đi về quê luôn đi, khỏi lên đây nữa. Thiệt luôn, suối về quê để làm cho rồi Nga. Rồi cái Nga nó nói mẹ không có mẹ, tàn là mẹ binh đó không à. Ừ. Tao thấy người ta không có làm gì mày nữa, tàn là mày sao? À, vậy hả cô? Dự tính của hai cô ngồi với nhau có nói chuyện, con thấy là bây giờ các bạn nhỏ đó là chưa tính cưới xin gì hết, cũng không có tính chuyện con cái gì hết, chỉ tính là mở rộng chỗ làm ăn thôi. Thì còn hai cô thì cô có muốn có đám cưới không? Thì bây giờ á, mẹ Phụng sao chắc tôi cũng phải vậy thôi. Ừ, là sao hai cô bàn nhau sao rồi? Con nghe nói có cái đám cưới Tết này gì mà thì giờ nó muốn làm mình phải chiều theo ý nó là không muốn làm rồi đó. Ờ, chiều luôn chứ giờ sao, không cần làm vậy. Còn cô Dung sao? Tùy nó, con nó muốn làm nó không làm tùy nó. À, vậy chừng nào kêu làm cái là đi về. À, hai bà làm còn không thôi. À, hai bà lên thăm thôi. Con tâm sự với Nga thì Nga kêu là ba của mình, ba ruột của Nga đó khó tính. Thì cô thấy khó đó là sao? Là cũng chưa chấp nhận Nga hay là tại vì là người ít thổ lộ cảm xúc? Nói đúng ra là nếu mà cô theo cô nói là theo hồi nó còn nhỏ đó thì ba Nga không đồng ý nó làm vậy. Nhưng mà cách khoảng sau này khi bạn bè đầu đó nói bây giờ nó giới tính nó vậy rồi, anh có cản, anh có giết nó chết thì nó cũng vậy thôi. Từ từ thì ổng dễ là không có la không này kia gì nữa, không làm gì nữa là không la. Nhưng mà hiện tại bây giờ con thấy đang trong tình trạng lơ, là cũng không có phải thân thiết mà là nghiêm lơ. Thì cô có muốn là kiểu còn phải rút ngắn khoảng cách hơn, là cũng phải thân thiết với con, tỏ ra yêu thương con, mềm mỏng với con không cô? À, bản tính ba của Nga hồi xưa giờ vậy, thương con là ổng để trong bụng không à, ổng mới nói ra. Thì là ổng hơi ví dụ như không thấy nó về thì ưa hỏi gì thôi, chứ còn rợ gần thì hai cha con rồi đó, cách đây cũng cả 10 năm không ai nói chuyện. 10 năm không nói chuyện hơn luôn á. Nhưng mà ví dụ như biết nó thích cái gì thì sẽ mua để đó, là biết của nó rồi thôi. Vậy sao cô không trung gian, cô nói vô, cô nói ông phải làm cái gì đó đi cho nó cởi mở hơn với ông, hay cô cũng thấy tới mức độ này là được rồi? Có phiên gì cũng vậy thôi. Có cần phải có một cuộc họp mặt gia đình để cho tình cảm thấm thiết hơn không cô? Các cô chắc chưa, chừng nào đã có dịp vậy quá. Dịp đó, chắc dịp này đó, chắc là dịp này rồi đó. Con cảm ơn hai cô. Bớt rung lại là con hỏi xong rồi. Bây giờ con thấy là các bạn đang chuẩn bị cơm rồi. Có gì thì con sẽ hẹn gặp cô sau trong bữa cơm nha. Làm dâu ai? Dạ con cảm ơn. Ngon quá. Có mặt không được có la lên nghe chị, em đi em đó. Chị có hay nấu ăn không cô? Có nấu, mà nấu món nào nó thích thì nó nấu cho mình ăn. Ừ. Từ mặn mà cay lắm. Nấu gì em? Hay nấu gì? Em nấu được, cái gì em cũng nấu được á. Mà quan trọng có ăn được không? Ừ. Còn cái gì em thích em mới nấu. Đúng rồi. Là ví dụ như em thích nhất là gì? Thích bò xào. Ừ. Gà chiên. Còn ở nhà em có nấu không? Em nấu nhiều hơn chồng đúng không? Ờ, em nấu nhiều hơn vợ đúng không? Đầu bếp chính nè. Đầu bếp chính. Hồi nãy nói chuyện với các cô thì thấy là rồi mấy chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cô cũng có muốn khuyên con gái con trai của mình. Ví dụ cô Thanh có muốn khuyên con mình là phải làm sao không cô? Trong tương lai để tốt hơn. Nó được chị mình cũng mừng lắm rồi. À, nó giỏi rồi, vậy là cũng quá đúng. Giỏi rồi. Khuyên hiền hơn đó. À. Hiền hơn cái gì nữa đó cô khuyên đi. Hả? Có, nói em này dữ quá, mốt nó bỏ gì quê luôn. Vậy giờ phải làm sao? Bây
giờ mình nói nó vậy thôi rồi nó không hiền lắm. Giờ khuyên nè, đang ngồi kế luôn nè, kêu để cho hiểu thì luôn chỉ thôi. À còn chị vui thì chỉ cho hồi ăn chung có bữa không ăn mỗi đứa nổi tô ăn kia nữa sao. À dữ quá, còn dữ không? À, hết rồi thiệt không? Hiền bớt. Trước chương trình không được nói xạo nha, người hàng xóm ở đây ta làm chứng hết á. Bữa nào mà thấy bưng tô cơm ra ngoài đường ngồi ăn là hàng xóm báo chị biết á. Hiền bớt. Hiền rồi đúng không? Dạ. Dạ vậy cô Thanh có muốn dặn hai con mình cái gì không cô? Mong muốn tôi nói là cứ đừng có gây lộn lạ qua ăn uống là vui vẻ. Dạ. Vậy thôi, đơn giản. Mình có nhiều đó mình chứ không có gì hơn. À còn mấy cái chuyện tương lai là đám cưới rồi là chưa cần. Tại tự tụi nó. Ví dụ tụi nó muốn thì ở đây hai người lớn ta làm. Còn ví dụ tụi nó chưa chịu thì lấy từ từ. Dạ. Rồi cô có hài lòng với cơ sở này của các con chưa? Hài lòng. Nếu mà bây giờ em nó kêu làm thêm cái nữa, cô Thanh có chịu không? Thì nó làm mình chịu hết luôn á, hết mình luôn á. Dạ. Rồi vui quá. Vậy là mình thấy là gia đình của mình rất là hạnh phúc rồi. Giờ chị thấy vậy nè, gia trọt của em á thì mình chỉ cần là tạo ra cho nhiều không khí gia đình mà có cả hai ông bố luôn. Em phải chủ động để cho Nga, bây giờ Nga lo làm không mà lo kiếm tiền không mà nhiều khi quên mất là chưa có thân lắm với ba của mình, cũng hơi uổng cái chuyện đó. Thôi bây giờ có muốn nói gì với ba trong... Tại vì ba khó lắm, ba hay la với lại nghiêm khắc lắm, nhiều khi con cái không dám nói được gần, sợ ba la. Chứ thật sự ba thì rất là thương gia đình, trụ cột mà. Con thương ba nhiều lắm, nhưng mà tại vì con không có làm tròn trách nhiệm của mình là một đứa con trai, có con cho cháu nội cho ba. Nhưng mà con hứa là con sẽ sống tốt để con bù đắp lại cho ba mẹ, để cho ba mẹ dưỡng già thật là tốt nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn chị. Ừ, cảm ơn hai em và con cũng cảm ơn hai cô rất là nhiều. Và các bạn ơi, trong tập ngày hôm nay thì Miko nghĩ là các bạn cũng có chung một cảm xúc với Miko Lan Trinh, đó là rất là vui và rất là tự hào vì chúng ta có một cặp đôi trong cộng đồng LGBT rất là thành công trong công việc riêng của các bạn, sự nghiệp của các bạn, cũng như là bây giờ thành công về việc chinh phục tình cảm của hai bên gia đình nữa. Và đây, cảm ơn Nga đã dành thời gian cho chương trình. Cảm ơn Phục nha. Cố gắng thật là nhiều. Nếu như mà có khó khăn gì thì hãy cùng với nhau chia sẻ thật là nhiều. Và đến đây thì chương trình Real Life Sống Thật cũng xin chào. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau.